Xin chào mọi người, em là Phúc, nhân viên công ty Hai Group. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách chế sản phẩm huyết thanh collagen tươi của Elaly bằng phần mềm iCheck ha. Thì đầu tiên là mọi người phải có phần mềm iCheck trên điện thoại ha. Em có hướng dẫn cách đào phần mềm iCheck ở bên tay trái màn hình cho những người chưa có phần mềm iCheck ha. Thì sau khi đo phần mềm iCheck xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Giao diện rất đơn giản, dễ dùng ha. Thì ở phần cuối này mọi người thấy mã phần quét mã nè, rồi bấm vô đây. Sau đó ta sẽ kiểm tra huyết thanh collagen tươi. Mã đây nha. Định diện rất là nhanh ha. Đây, mọi người kiểm tra. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và nhập khẩu. Doanh nghiệp sở hữu là Cosmart của Hàn Quốc ha. Rồi, sau khi kiểm tra bằng phần mềm iCheck rồi thì mọi người khui hộp ra để kiểm tra sản phẩm bên trong ha. Đây là bộ 10 chai collagen tươi. Thì tất cả sản phẩm Elaly Hàn Quốc á, nó đều có giấy kiểm nhận cái tem giấy của bộ công an chứng nhận hàng thật ha. Rồi ha, khi mà mua sản phẩm tại công ty Hai Group á thì mọi người sẽ nhận được ba cái nem cạc như thế này. Thì cái nem cạc đầu tiên á là phiếu bảo hành của công ty Elaly trị giá 20 triệu đồng. Với cái điều khoản bảo hành duy nhất đó là làn da bị tổn thương bởi các thành phần có trong mỹ phẩm Elaly ha. Cái thứ nhất ha. Còn cái thứ hai là phí bảo hành 10 triệu đồng nếu phát hiện công ty Hai Group phân phối hàng giả hàng nhái. Còn cái thứ ba là nem cạc Hai Group. Trên đây có số điện thoại, địa chỉ, website, Facebook. Thì ở cái nem cạc của Hai Group thì nó sẽ có hai cái mã như thế này, mọi người có thể dùng phần mềm iCheck để kiểm tra. Thì nó sẽ chỉ thẳng về website Hai Group để đảm bảo là sản phẩm mọi người mua là từ công ty Hai Group phân phối ha. Vậy là em đã hoàn thành cái video hướng dẫn mọi người cách chế sản phẩm huyết thanh collagen tươi của Elaly Hàn Quốc chính hãng bằng phần mềm iCheck rồi ha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.